1,3 hecta hoa hồng đang có biểu hiện bệnh. Chỉ trong một tuần, toàn bộ vườn hoa đã bị khô và chết cành như thế này. 80% diện tích hoa hồng đã không cho thu hoạch. Tôi trồng hoa với kinh nghiệm của tôi là năm nay tôi trồng được 19-20 năm rồi. Nhưng mà 1-2 năm gần đây nó mới phát hiện cái bệnh này nhiều. Mà thuốc đặc trị thì hiện nay thì người nông thôn như tôi thì phun rất nhiều loại thuốc, nhưng mà không biết thuốc gì để cho khỏi. Cây hoa hồng có biểu hiện vỏ cây sần sùi như vẩy nến. Lá cây vàng dần và rụng xuống. Thân, cành cây dần chết khô. Mặc dù đã tốn rất nhiều chi phí phun thuốc trừ sâu bệnh, nhưng anh Mạnh vẫn không hạn chế được thiệt hại. Với tôi là dòng một mẫu ba hoa là hết khoảng tầm 1,3 triệu đến 1,5 triệu tiền thuốc một lần bơm mà không khỏi. Tiến sĩ Đinh Văn Đức, nguyên phụ trách phòng quản lý sinh vật hại, Cục Bảo vệ thực vật đã có mặt tại hiện trường để giúp bà con tìm hiểu về bệnh trên cây hoa hồng. Theo như quan sát của tôi ấy, trên vườn hồng của anh hiện nay bị rất nhiều các đối tượng gây hại, nhưng trong đó mà đặc biệt rệp này chúng tôi gọi là rệp vẩy nến. Như vậy, những cây hoa hồng của gia đình nhà anh Mạnh đang bị rệp sáp vẩy nến gây hại. Đây là một trong những đối tượng thường xuyên gây hại trên cây hoa hồng, đặc biệt là trong thời tiết mưa ẩm như hiện nay. Rệp sáp vẩy nến là một trong nhiều loài thuộc họ rệp sáp. Rệp sáp có tên khoa học là Planococcus citri. Tuy nhiên, cây ký chủ của nó không chỉ có cây hoa hồng. Cái đối tượng này thì nó gây hại không phải chỉ ở trên cây hoa hồng mà trên nhiều loại cây trồng khác. Chẳng hạn như là trên cây cam quýt của chúng ta cũng có bị. Đấy, rồi một số trên cây ăn quả khác nó cũng vẫn bị. Trên cây cà phê cũng bị, trên cây hồ tiêu cũng bị và nhiều loại cây khác nó cũng bị. Và thậm chí chúng ta nhìn tức là những cái vườn trồng bên cạnh như là vườn cà, các thứ này khác cũng thậm chí cũng bị đối tượng này gây hại. Vì thế cho nên nó đây là một đối tượng gây hại trên nhiều loại cây trồng. Có thể chia rệp sáp thành hai loại theo phạm vi gây hại của chúng. Nhóm rệp sáp gây hại trên trái cây được gọi là rệp sáp hại quả. Rệp sáp thường xuất hiện từ sau khi nở hoa cho đến khi thu hoạch. Rệp gây hại nặng nhất trong các tháng mùa khô và đầu mùa mưa. Số lượng rệp giảm hẳn giữa mùa mưa do mưa nhiều và ẩm độ không khí cao. Đến khi thu hoạch quả, rệp chuyển sang sống trong các cụm hoa chưa nở ở đầu cành và đẻ trứng ở đó. Tác hại của chúng là làm cho rụng quả non và gây chết cành. Rệp đẻ trứng vào các kẽ lá, nụ hoa, chùm quả non. Một con rệp mẹ có thể đẻ tới 500 trứng. Rệp non sau khi nở từ 2 đến 3 ngày thì nhanh chóng tìm những nơi có nguồn thức ăn như là búp non, lá non. Vòng đời của rệp sáp hại quả là 26 đến 40 ngày. Nhóm rệp sáp gây hại phổ biến thứ hai là rệp sáp hại rễ. Chúng thường chích hút ở phần cổ rễ. Rệp phát triển trong mùa mưa. Khi mật độ tăng cao, rệp sẽ kết hợp với một loại nấm tạo thành một vỏ bọc xung quanh rễ, làm cho rễ bị thối hỏng. Trong quá trình chích hút nhựa, rệp tạo ra vết thương trên rễ, tạo điều kiện cho nấm gây hại dễ dàng xâm nhập và gây bệnh thối rễ. Khác với rệp hại quả, rệp hại rễ lại đẻ con. Một con rệp mẹ có thể đẻ khoảng 2.000 con và đẻ làm nhiều lứa trong suốt một vòng đời, từ 26 đến 40 ngày. Đây là tức là ẩm độ chừng khoảng độ trên 90%. Đấy, trên 90% và nhiệt độ là từ khoảng độ trên 25 độ C trở lên. Thì đó là những cái điều kiện mà thích nghi với lại sự phát sinh phát triển của quần thể rệp sáp. Rệp sáp có thân hình bầu dục, cơ thể có màu hồng nhạt, trên thân phủ sáp trắng, quanh thân có các tua sáp trắng dài. Lớp sáp này không tan trong nước nhưng lại tan trong dầu lửa. Chúng thường sống tập trung ở những lá, chồi non, cuống hoa, cuống quả. Mùa khô thì chuyển xuống gốc để sinh sống. Cơ chế là nó chọc cái miệng chích hút của nó vào trong tế bào của cây và nó hút cái dịch của cây cũng như cái nhựa của cây làm cái dinh dưỡng cho cơ thể. Thế và nếu mà theo cái cơ chế đó thì nếu mà mật độ mà cao quá thì rất cao ấy, thì có khả năng gây hại
tức là làm cho cây khô, cây héo. Thế và mật độ rất cao thì sẽ làm cho cây chết. Khi trích hút dinh dưỡng của cây trồng, trung bình mỗi phút, cơ thể của dẹp sáp có thể vận chuyển một lượng dinh dưỡng lớn gấp 1.000 lần thể tích cơ thể của chúng. Số lượng dẹp sáp tăng lên theo cấp số nhân, mật độ có khi lên tới 50 con trên một cây. Trong trường hợp dẹp sáp trích hút nhựa ở vùng cuống quả, làm cho quả kém phát triển, nếu nặng có thể làm cho khô chùm quả hoặc là chết cả cành. Trong trường hợp trích hút ở rễ sẽ làm cho cây phát triển kém, lá vàng, cây chết dần. Dịch tiết ra từ dẹp sẽ tạo điều kiện cho nấm bổ hóng phát triển. Tức là cái lớp nấm ở trên cơ thể con dẹp sáp ấy thì phần lớn là đó, cái nấm đó nó cộng sinh với lại cái con dẹp sáp này. Thế và nó phủ lên phía trên đó một cái nấm đó thì nó coi như nó phủ một lớp ở trên lưng cái con dẹp đó. Thế và cái nấm đó thì nó có cái đặc điểm là nó không thấm nước, do đó nó cũng không thấm các loại thuốc sâu, các loại thuốc hóa học. Không chỉ cộng sinh với các loại nấm bệnh gây hại cho cây trồng, dẹp sáp còn có một đối tượng cộng sinh vốn tồn tại sẵn ở mọi địa hình. Trong thực tế quan sát, khi cây trồng có dẹp sáp, chúng ta thường thấy sự xuất hiện của một loại khác, đó là kiến. Vậy vai trò của kiến ở đây là gì? Cái kiến hôi là một, kiến đen là hai, thì cũng có thể là hai cái loài này. Nó có quan hệ rất là chặt chẽ với lại con dẹp sáp. Thế và đặc biệt là ở đây là cái quan hệ cộng sinh. Cộng sinh là gì? Cộng sinh ở đây tức là bản thân con kiến đó thì nó sống nhờ có là con dẹp gây hại cho cây. Thế sau đó con dẹp thì bài tiết ra cái chất thải. Và cái chất thải này thì chính là cái nguồn sống của con kiến. Đấy, tức là cái chất thải này nó có đường thì con kiến nó lại là ăn cái chất thải này của cái con dẹp sáp. Thế còn cái cộng sinh ở cái chiều ngược lại, tức là giữa kiến và con dẹp, thì con kiến thì nhờ con dẹp là ăn cái chất thải của con dẹp rồi, nhưng con dẹp lại nhờ con kiến ở một cái khía cạnh, tức là ở những cái mùa khô thì thậm chí ở trên cành trên cây không có điều kiện để phát sinh phát triển lớn về mặt số lượng, thì kiến lại tha cái con dẹp về tổ của mình, cất đi trong cái mùa khô. Đấy, và trong cả một cái mùa khô nó nằm đấy, nó không phát triển, nó không hoạt động. Đến khi mà bắt đầu mùa xuân ấm áp trở lại thì nó lại tha cái con dẹp đó ở trong tổ của nó đưa ra ngoài cây, đưa lên ngọn cây cho nó dẹp lại, bắt đầu là sinh sống, bắt đầu lại gây hại cho cây. Mối quan hệ cộng sinh giữa kiến và dẹp sáp cho thấy, nơi nào càng có nhiều kiến thì dẹp sáp càng phát triển. Như vậy, loại bỏ kiến sẽ là một trong những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự phát tán của dẹp sáp. Vậy làm thế nào để loại bỏ kiến? Giải pháp thường là các loại thuốc đặc trị kiến. Tuy nhiên, biện pháp đơn giản nhất là thường xuyên dọn sạch cỏ rác, lá cây mục tụ ở xung quanh gốc, để phá vỡ nơi trú ngụ của kiến. Đồng thời, nuôi thả nhện bắt mồi, ếch, nhái vì kiến là thức ăn của chúng. Để phòng trừ dẹp sáp, biện pháp đầu tiên là biện pháp canh tác sạch. Cắt tỉa cành, vệ sinh đồng ruộng định kỳ, dùng máy bơm xịt mạnh tia nước vào chỗ có nhiều dẹp bám sẽ có tác dụng rửa trôi bớt dẹp, đồng thời tạo độ ẩm trên cây làm giảm mật độ dẹp. Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sự xuất hiện của dẹp sáp trên lá, cành, chùm quả và thân. Nếu thấy dẹp ở mật độ thấp, cũng phải tiêu diệt ngay vì dẹp sáp sinh sản rất nhanh. Với những cây bị dẹp hại nặng, bà con cần chặt bỏ và đem tiêu hủy để tránh tình trạng dẹp phát tán, tiếp tục sinh sản. Dẹp sáp được coi là kẻ gây hại nguy hiểm trên cây trồng vì có nhiều đối tượng cộng sinh.
Tuy nhiên, dẹp sáp cũng có những thiên địch. Đó là bọ cành cứng, ong và kiến vàng. Bên cạnh đó, chúng ta cần chú ý khai thác phòng trừ sinh học và phi hóa học, bảo vệ môi trường. Trong điều kiện tự nhiên, có nhiều loài thiên địch tiêu diệt dẹp sáp. Phổ biến nhất là ong ký sinh, thuộc giống Anadirus và các thiên địch ăn mồi như kiến vàng, bọ rùa. Một số loài nấm ký sinh cũng có tác dụng tiêu diệt dẹp sáp. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tự nhiên nên hiệu quả không cao và chỉ áp dụng khi số lượng dẹp sáp ít. Khi mật độ gây hại của dẹp sáp trên cây trồng vượt qua ngưỡng 25%, tức là 25% lá cây bị vàng, thì mới sử dụng tới thuốc trừ sâu. Có thể là sử dụng các cái biện pháp phòng trừ về hóa học, nhưng lưu ý đối với dẹp sáp là các thuốc hóa học cần phải được pha chế, pha lẫn với lại cái dầu khoáng. Để làm sao? Dầu khoáng thì khi pha với dầu khoáng thì nó vừa tăng tính bám dính, tức là khi thuốc phun lên thì nó dính vào cái cơ thể, tiếp xúc được vào cái cơ thể của con dẹp sáp. Hóa chất mà tiến sĩ Đinh Văn Thành đề cập đến, đó là những loại hóa chất thuốc trừ sâu đã được khuyến cáo sử dụng để phòng trừ dẹp sáp như là abamectin, emamectin benzoate, diafenthion, chlorpyrifos ethyl kết hợp với dầu khoáng petroleum oil. Trước khi vun thuốc thì cần phải tưới nước để đất đủ ẩm. Thuốc sẽ thấm sâu xuống tầng rễ dưới 30-35 cm. Ở trên cây, phun thật kỹ vào mặt dưới của lá, toàn bộ thân cành và chùm quả. Biện pháp hóa học phòng trừ dẹp sáp có hiệu quả tức thì, được sử dụng khi mật độ dẹp gây hại cao. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của tiến sĩ Đinh Văn Thành, những loại thuốc trừ sâu mạnh có thể gây nguy hiểm đến vật nuôi và con người. Bởi vậy, những phương pháp sinh học vẫn luôn là giải pháp bền vững trong việc phòng trừ dẹp sáp. Ngoài ra, người ta có thể ở cái khía cạnh, ở cái biện pháp, trong cái biện pháp phòng trừ sinh học, người ta có thể dùng các cái loại nấm để mà trừ dẹp sáp, ví dụ như là nấm xanh hay nấm trắng, ví dụ như là Bovaria hay là Metarhizum. Đấy là hai cái loại nấm có thể là sử dụng để phòng trừ dẹp sáp được. Ngoài ra, các nhà vườn có thể sử dụng thuốc trừ sâu sinh học từ tỏi, ớt, gừng, thuốc lào để hạn chế dẹp, cũng như là đối tượng cộng sinh của chúng là kiến và các côn trùng gây hại khác. Cái biện pháp mà dùng cái thuốc lào, ví dụ như là ngâm lá thuốc lào hay ngâm cái thuốc lào khô, hoặc là lấy nước điếu và phun lên dẹp sáp, thì cũng đấy là cái biện pháp rất là cổ truyền của dân ta từ ngày xưa nay đã dùng từ lâu rồi, chứ không phải là cái gì mới, nhưng mà đấy cũng là một cái biện pháp tôi cho rằng là rất là hiệu quả. Và cái những cái nguyên liệu như thế thì một là nó không làm ảnh hưởng đến môi trường, mà cái hiệu quả của nó vẫn lớn. Đây là khu vườn trồng hoa hồng của chị Bùi Thị Thanh Hằng ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Vườn hồng của chị vẫn phát triển tốt, trong khi các vườn hồng khác phần lớn đều bị dẹp sáp tấn công trong thời điểm này. Bí quyết của chị là sử dụng các loại cây thảo mộc, đặc biệt là lá thuốc lào. Đổ cái dung dịch thuốc lào vào trong cái bình thuốc sâu này. Ở trong này nó có cái lưới lọc sẵn nên là những cái cặn thuốc lào nó sẽ được giữ lại. Cứ 1 lít này mình pha với 3 lít nước trắng. Phun trực tiếp lên lá này. Phun đều lên lá, trực tiếp và đều lên lá. Từ gốc lên trên ngọn. Cứ làm như thế lần lượt. Và không phun ra không khí, chỉ phun trực tiếp vào lá cây thôi. Từng cây một cho đến khi hết. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực trồng trọt, việc sử dụng các loại thảo mộc như là tỏi, ớt, gừng, thuốc lào đã phần nào hạn chế được dẹp sáp gây hại mà không làm ô nhiễm môi trường, đồng thời góp phần bảo vệ các loại thiên địch có ích cho đồng ruộng.